nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 1 tháng 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì buổi gặp mặt. Sự buổi gặp mặt có đồng chí Hoàng Văn Hon, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 của tỉnh thông qua 10 kết quả nổi bật. Tỉnh ủy Hòa Bình đã lãnh đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được tăng cường, công tác tổ chức cán bộ được quan tâm. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra 20 nhóm chỉ tiêu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để tập trung chỉ đạo, đồng thời đề ra 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ghi nhận những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 của tỉnh, nhất là công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đồng thời đề nghị tỉnh cần tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, giải pháp thu ngân sách nhà nước, quan tâm đến giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy, chúc sức khỏe các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng gia đình đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 an khang thịnh vượng, mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm đến sự phát triển của tỉnh. Tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là những ý kiến quý báu để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo, nhất là việc xây dựng hạ tầng giao thông trọng điểm và thực hiện tốt công tác cán bộ của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đề ra những giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã tham quan khu trưng bày linh vật Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại quảng trường Hòa Bình.